Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì cũng tới hẹn lại lên bạn ơi. Bữa nay mình đi thăm mấy cái lò cá lóc khu vực trong nhà mình đây. Cái luồng mà lò này là cái luồng bờ lò mới luôn. Hôm bữa mình với ba mình cuốn xong đó rồi mình đi đặt. Bên kia ba mình cũng đang tưới ổi xả phân. Luồng ba luồng lò này là luồng là mít ton luôn, còn zin luôn đó. Hôm bữa mình với ba mình đi cuốn xong đó. Rồi mình cũng tranh thủ mình đi đặt. Điểm mấy cái điểm mới nè, điểm mới thường có cá nhiều bạn ơi. Bữa nay chủ yếu là gần cái khu vườn Bảo Quang á, nên bàn lại tới đó đó. Mà hôm bữa mình lũ vỗ xíu à, đặt được chút ít à, tại cái vườn nó giờ không đi được luôn á, cỏ nó mọc rồi dây leo nó không có ban vô được luôn, bò thấy bà luôn mà không được, đặt được có mấy cái à. Thử khai trương cái đầu tiên ha. Ồ, con chuột làm ổ gì, chuột nó lùng hang. Có cá gì ta rung rinh cả. Ấm bà là xì bùa cái đầu tiên hơn cái này. Ê thôi ơi, cái sạc bạn ơi, cái sạc dưới ốc không hả à? Quá trời sạc ốc nè. Thánh thằng thiên đụng ơi. Dì dữ thằng ngon vậy. Ủa cái lò này ngon quá trời mà. Sợ dân hộ thấy người ta. Cái này có ai thăm sao, bữa đó mình che cỏ dữ lắm rồi, kỳ vậy. Sợ có người thấy không, che lại mới được. Ôi chất quất rồi. Ở cái đầu tiên chất quất toàn cái sạc với ốc không. Thử cái này làm con cá lóc cái chê sóc lại tinh thần cái. Ốc nó nổi bằng thấy ớn lạnh luôn. Đây có cá bạn ơi, có cá. Ủa cá lóc cá chê luôn nè, vô rồi. Ủa. Vô rồi. Lấy kèn. Quá đã quá đã. Con lóc con chê, vô rồi. Trời ơi, vô cái chê nó xử đẹp con cá lóc kìa. Ngon lành cành chanh không? Hai ẻm. Đã thiệt. Thứ gì chịu nổi. Chạy đâu sao khoảng vậy mình, chỗ nắng quá. Sức cây sậy luôn. Thường là vô con cá lóc có chê nó lỏng lại. Con cá lóc nó lỏng lại cái chê. Ngon lành ha. Hai con chà bá luôn. Cá lóc yếu à. Mình tranh thủ bắt nó ra thôi. Lóc yếu quá. Đem theo hai cái loại si cua nữa. Ủa cái sạc. Cái chè này manh động dữ. Ủa cái lóc nữa. Cái lóc bị cái chè nó xử. Vô. Động mày. Tiếp. Trời ơi cái chè nó manh động. Cái chè này mới vô bây giờ manh động quá trời manh động. Chè nhà, hết sĩ còn 7 không? Đã không? Lụm gạo liền, hốt cặp liền. Chạy đâu thoát ra thôi. Làm ăn được bạn ơi. Vô tung sậy sức vô luôn. Ồ sậy gãy rồi. Dở lại lên nghe rồ là thấy phê cảm giác bao phê luôn. Đặt lại lần sau kiếm một con đã cày chứ cái lóc cũng khủng rồi. Tới luôn mắt tài ơi, có một cặp ba thấy sung mật khía lên rồi đó. Vậy đó mà lần trước mình cấm câu không ăn, đặt lại cái lóc nó thu phục được nó đó. Cấm câu không chịu ăn kìa. Mình cắm mồi nhái, mồi dế đầy đủ luôn mà vậy mà không ăn. Mấy cái mương này có cá lóc bự lắm nha bạn. Hên con tán còn nào kiếm mấy không. Kiểu mương lâu năm mà. Đây con cái nè. Lóc chê lóc. Lương luôn. Đặt mấy cái lợn cá lóc này dính con lương là con nào lấy cạnh nông không à. Cái lương nhỏ là lọt lỗ lưới hết à. Khui hàng bóc hàng.
sao đây? Cuốc à. Trời ơi, cá sặc không nội ơi, nheo hết trơn kìa bạn ơi. Toàn là cá sặc không. Chỗ này mình nghi có cá lóc bự nè. Mùa này lâu năm dữ lắm rồi. Trước sau cũng thu phục. Cái mương này tính ra mấy cái vườn này hơn 100 năm không, vườn thổ cư mà từ hồi xưa thời ông nội mình tới giờ. Bởi vậy ở đây mình đặt chúm lươn á, chín thấy mê đó. Đặt hoài còn hoài luôn. Thử trong cây mù u này coi sao. Cái này trời mưa nước quá nhiều, không mưa là thôi thua. Trời mưa cá lươn đủ đi ăn mạnh. Đây nước tù không, nước không ra vô. Khui hẹn. Không thấy động tĩnh nhúc nhích chân trời. Dở lên gung ginh cái lợp lắm con mới phê. Dẹt cỏ bài bản ghê không. Mà biết có cá không nè. Hốt hàng. Rồi có sặc không bạn ơi. Toàn là có sặc không. Cái này ngon quá trời kỳ ta. Lửa điểm hiểm hiểm đặt không mà kỳ vậy. Móc bài bản lắm mà. Đằng này không dính thì lần sau sẽ dính. Đó, dưới gốc cây mà u nè. Mấy ngày nay cũng ít mưa quá bởi nước quá. Bởi vì nó cạn quá thì cạn. Mấy chỗ đó có chấm lươn á. Nhét vô một lụm, nhét xuống một lụm mà. Chúng mình cá thì ít thiệt nhưng mà lươn thì bao luôn á. Vừa mới sáng mình cũng mới phát cỏ ở đây. Cứ giải phăng mấy cái góc nhãn. Mình đặt là cái lóc hồi nào giờ chưa dính con nào ký lô chà. Chỉ có 700 gram thì có rồi. Chân ký lô chưa thấy. Bữa nay hên thì tán con cá lóc ký lô à. Ôi giờ bắt đầu chuẩn bị ban qua cái giường bỏ quan nè. Cái giường này rồi thánh thần thiên động ôi. Nó dài lắm bạn. Tính ra hơn 10 công á. Mà mình đặt được chút xíu à. Vô chỗ đó hết chỗ ban rồi. Bò lòn ngách cỡ nào cũng không được chứ. Sậy nó dưới nó bích chịch thêm cái dây leo nữa. Nó đang xen nhau á. Hết đi được luôn. Nó có đặt đâu đây cái không ta. Đằng kia. Nhìn xích đây nè bạn. Có những cái bò gần thấy ấn lạnh chưa. Như nó có đặt đâu đây nè. Trời có lợn. Có lợn sao nhỏng dữ thằng ngon. Có người thăm rồi dính cá nè bạn. Nè. Sức sậy luôn. Ồ giờ như có dính cá nha. Nè bạn coi nè. Có ghẹ ra. Thấy quạt nước không. Lụm càng lấy kèn lấy kèn. Sậy mất tiêu luôn trời. Nè sậy sức ra nè. Lụm hàng rồi bạn ơi. Mấy con này. Thấy có quạt nước rồi. Ủa sậy cái lợp luôn ngộ rồi. Đỏ đỏ. Cá lóc cái gì á, lóc bóng. Bóng á. Ồ ồ, cá lóc cạn rồi bà. Ủa cá lóc đảo rồi bạn. Nè. Thứ, vô vô. Cá sặc thì một đống. Rồi bên lớn thì mới tung. Nghĩ sao mới sức cái sậy ra luôn. Đã thiệt bạn ơi. Ây da. Ủa chỗ này hơi khó bắt ta. Không có để chân quay được luôn. Cỏ không. Lóc 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 lóc. Cái này hơi khó bắt chứ nha, cầm tay luôn. Tay khó làm ăn. Cái gì cũng phải hai tay bạn ơi. Để chân quay không được. Cỏ quá trời cỏ. Người ta đi cắt cỏ quá trời. Nghe máy cắt cỏ kìa, đừng ngang nha. Bên đây bên kia nữa. Trong gài có mưa rồi bởi vì cỏ lên mau quá trời. Chỗ mình được cái lóc vậy là ngon dữ lắm. Lóc đồng chính hiệu luôn. Manh động dữ mày. Câu thời gian gì manh động vậy. Gà đây chơi cưng. Cá lóc này mày về nướng chui thứ gì chịu nổi bạn ơi. Lai gà dưới đế là nhức nách luôn á. Vô. Trời ơi cá lóc. Mới vô đằng đây hay sao mới manh động kìa. Thánh thằng thiên đụng ơi. Vô mày. Manh động mày. Ấm hiểm ấm hiểm.
đặt mấy cái chỗ mới này sao khỏe với mình nữa. Chỗ mình cá ít mà đặt vậy còn ngon ha, tính ra vậy ngon lắm chứ mấy chỗ mình đâu phải cá nhiều đâu. Nếu cá nhiều nó làm gì, ít mà đặt hiệu quả vậy đó. Kiếm mình xạy sửa lại bắt đầu đặt tiếp thôi. Mấy cái sặc này là mồi cho mấy cá lóc mắm lắm. Tới luôn bắt tài ơi. Đó, mình ban tới cây dừa là hết đát rồi đó, hết chỗ vô được rồi. Ở đây cái nè, ổ cá sặc vẫn chạy ngời ngời rồi. Không có gì sao bạn, ở dưới chân nó bích chịch luôn. Chứ ngoài đó có mấy cái mương bạn coi đã mê lắm, mấy mương đó nước ra vô luôn chứ, đặt xà phản được mà gắt tiếc không đi được. Ấm la xì bùa phóng sộn rung rinh lờ cái. Sao cái này hay im quá ta, việc bài bản quá sao im khu rồi cưng. 1, 2, 5, 10 khui hả. Ủa cái này chất quốc luôn bạn ơi, có lũ không, không có sặc nào cái này kỹ ta, này bị lũng rồi mà ha, nghi lắm mà. Nè cái lỗ chà bá lửa cái nhân hôm nè, bởi mình đặt mấy cái lờ này mà nếu mà không có sặc là mình nghi lắm, có khả năng chuột á hay cua vô cắn rách lưới rồi. Còn có lỗ chà bá lửa luôn, thứ gì chịu nổi không. Mới thay cái lờ mới thì vô đặt, mới đặt mấy cái lờ này nó hư dữ lắm hư. Đó, bây giờ bắt đầu là chui là bò nè. Đại ca Khang nó cũng đâu đâu à, 1-2 cái bẫy gắn ra đây đặt, mới đặt chỗ nào nữa. Cái khu vực này là 2 năm về trước á, mình với Úc Khu với anh Khang bằng mùa dịch đó. Trời ơi bào chúm lường với cắm câu đây dữ lắm luôn. Thì sau này nó bỏ quan rồi quá trời đi hết được rồi thua luôn. Chào chà. Thằng ơi cái đường gì trời, toàn là bò như đặc công vậy đó. Với cây cầu này mình có đặt cái nữa nè, thử rồi sao nha. Với dạ cầu nè, đặt kiểu bá đạo nè. Thôi thôi giờ có sạc chết tùm lum chân nè bạn. Đó hai con gì đó mỏng phình lên vậy, vẫn chơi hoài. Lóc khủng đây hay gì nè, cầm con lóc bự bự có thiệt đây. Ê có lóc kìa. Ủa cái rô bạn ơi. hai con cái rô vào bá luôn nè, gụm hàng. Vậy sao có sặc vô không, lẽ cái rô nó quất trời. Ồ chúng mình kiếm được cái rô gì còn gì bằng bạn ơi. Hai con thì tưởng đâu có lóc không, lóc cứng chứ. Cái này sao để chân quay đây không biết nữa, đau đầu thiệt. Ngon là anh cạnh tranh. Chỗ này nó bắt cá hơi chặt hẹp các bạn thông cảm nha, không có để chân quay được, để mà để kiểu tạm bợ á, bít quá trời bít cỏ nè. Đủ có sặc nó chết tưởng đâu có cá lóc được chứ. Ủa cái gồ, dạ cái gồ này gai không bắt tới. Gồ này gồ mề chính hiệu nữa, vô gồ này về kho bầu thứ gì chịu nổi, nhức nách nhức nách. Con này bự hơn nè. Ủa con mề đã thiệt chứ. Vô vô mày, vậy mà cứ tưởng cái lóc cứng không à. Cái này cũng gắt me mặn này mặn, nhưng mà lỗ này nhỏ không sao, coi kiểm tra lại cái được này làm ăn được, gắt hơi chút xíu không sao đâu. Tải luôn bắt tài ơi, bắt tài ơi, cố lên. Bữa mình chèo vô đây nè, mình đặt mấy cái lờ nè, ánh thằng ngô kiến diện bạn ơi. Nó ở trên đây nè, trên mấy cái nhánh nè, sậy nè, nó gớt xuống, nó gớt vô chu vô cổ áo nó cắn tao, nói tè le hụt me hết trơn. Ây da, cái này cái gì âm bẫy gắn là lúc trước nè, đặt trong cái bụi lùm nè. Vậy mà cái bụi lùm nó ngon vậy mà đặt bẫy gắn không có. Lúc đó mình đặt ở đây mình neo đâu cũng có mấy tháng trời bạn, trong cái gốc cây đụng đỉnh nè. Bàn tới đây thở như trâu nộ mẹ.
cá gì tôi tung tăng quá trời kìa. Nó sặc cái lóc, cái chè, cái gô gì đây không biết nữa. Cái chăn bụi trong này mới chịu á. Chăn cống nước ra vô nữa. Thấy quặn nước quá trời quá đất nè. Sao không thấy cái lóc nó lại cái liếc gì lội dưới chân vậy. Thấy trống trống nè. Đó nó quặn nước kìa. Khui 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 khui. Đó. Con cá nào bự không? Hay cái sặc không trời? Ờ được con cá lóc bạn ơi. Ôi con cá lóc có rô. Ủa vô rồi, vô rồi. Cá lóc nằm đây nè, im cú à. Đó. Con cá rô đây nữa nè. Ủa có mương cá rô dữ ta. Được 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 được. Lóc cứng. Vì sao bắt? Bắt chạch trơn. Để dừng quay không được. Ý da. Bàn lên một ngứa rồi luôn đi. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Mưa rơi lớn quá dân chơi cũng phải bỏ chạy về thôi. Lại thăm là thấy động nước thấy có hy vọng rồi. Mà vấn đề là không biết cá sặc hay là cái cá lóc thôi. Tại chỗ mình cá sặc cũng tôi nói nhiều không. Nhầm cái mà dỡ lên 30-40 con cá sặc á. Lóc. Lại đây chơi coi. Bắt cái gồ chứ đi. Gồ. Gồ này về kho tiêu thôi. Thứ gì chịu nổi bạn ơi. Cá lóc này về nó chua hấp bầu. Góc quay nó hơi hạn chế xíu bạn thông cảm nha. Chỗ này khó để chung quay quá. Bởi nó hơi lụp chụp xíu. Nằm yếu mày. Để tao anh làm việc coi cưng. Làm khó anh hoài. Ngồi mông ngứa, ngồi ngứa gãy đứt thấy mẹ nữa đó. Quậy hoài. Hả? À, lóc 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 lóc. Vô. Canh chua luôn. Ngon lạnh cạnh đào. Rồi giờ đặt lại thôi. Lần sau kiếm hàng khủng khủng rồi. Mấy cái mương này ít người ban vô tắm mà sao cái lóc nhỏ nhỏ không trời. Lấy lóc nhỏ đi trước lóc bự sao. Chỗ này mình đặt mình không đậy luôn. Tại ít có ai người nào vô đây lắm. Vườn bỏ quan đi vô đây cả vấn đề. Đẩy miếng cỏ lên chứ. Nó nhỏ cho em nhỏ nó mừng nước giờ đang lớn quá trời. Vậy là chờ đợi thôi. Lần sau bắt đầu lụm gạo tiếp. Trời ơi cái vườn bạn coi. Bữa đó mình bàn qua đó tính đặt thêm cái bên đó nữa. Nhưng mà thua. Bàn tới đó không hết được luôn à. Cỡ nào cỡ cũng không vô được luôn à. Ở đây còn mấy cái mương đặt ngon dữ lắm luôn. Mấy bạn nào xem clip cũ mình xem clip cũ mình coi lúc trước anh em mình đặt chút lương là biết rồi. Ở đây mấy mương lận, 5-6 mương lận. Không đi vô được tức. Cho nếu mà cái khu này khoảng 50 cái lờ đặt không hết rồi. Nó rộng lắm, tới mười mấy công đất lận. Nhưng có cái là đi không được, đi được cái khúc trong đây không à. Trời ơi sậy quá trời sậy. Ngồi chặn ít cây sậy về để dành đặt mấy cái lợ. Ây da. Má ơi. Dì leo sậy thêm dì leo. Ây trời ơi trời. Giờ không có gió nữa. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ nùm nộp nùm nộp. Đó gì đâu con cái đó. Xem gô cưng. Quậy quậy đùng đùng cho em nhỏ nó mừng cái coi. Cái lợm này mình đó mình đặt con cái đâu có nghiêng giữ thằng ôn vậy. Này có cá vô nó phóng là hơi nghiêng ra. Cái lợ này mới đó mình đặt không có nghiêng. Thấy có ốc dư kìa. Như có cá sặc lội. Cá sặc hay cá lóc là không biết nữa. Mới xảy ra phát chơi. Khui hèn. Ê, thấy không? Cá lóc kìa, thấy không? Đó, nằm đó. Thấy nghiêng cái lợp là nghi lắm. Bự đã, bự cá lóc bự bự ơi. Vô rồi, vô rồi. Mày hả bưởi. Chạy đâu thoát với anh cưng. Lên đi chơi cưng ơi. Ồ, cá lóc xứng đáng rồi chứ. Tụi mình cá lóc bên lớn còn đòi hỏi gì nữa bạn ơi. Lên. Đã chưa, đã chưa. Cá lóc này hẩm hỉnh rồi. Lóc đồng, lóc đồng. Hình chỗ này trống trống xíu để được nhắc được cái chân quay xuống. Quá đã, quá đã. Cái điểm mới mà sao khoảng của mình. Cái này mà nó rớt mưa xuống kìa nó còn chạy dữ nữa bạn.
trận nó tán trận mưa đêm lớn lớn các hàng thấy cảnh thằng sao dở cứng lợp luôn, không phải chơi đâu. Bữa đó mình có để hai cái sạc trong đây mà ta vô quất hết hai cái sạc. Cái lóc nãy giờ con này nắm chùm trong đám nè, làm im cưng manh động dữ mày, chắc mấy mương nó manh động đi. Đã không, đã không? Thấy mấy cá lóc này mới nhớ lại hồi nhỏ khoái đi nhóc vịt đúng không? Thứ gì chịu nổi vô cưng ơi, nay bội thu rồi. Để bữa nào mình tăng cường thêm đâu khoảng 10 cái 20 cái nữa. Bữa nay tính ra mình đặt có 15 cái bạn ơi, 15 16 cái gì à. Gách mấy bữa trước mình lum chân không nhớ khoảng đó. Nào đặt thêm khoảng 10 cái nữa ấm hiểm. Ủa tung văng xị ra luôn kìa. Giờ đặt lại thôi, lần sau kiếm hàng tiếp. Cái đằng góc dừa này nè, mình thấy đặt là mình thấy khoái nhất nè, mà mới sao nha. Cái điểm này là cái điểm lý tưởng nhất của mình đó. Bo cua móc đầu, trái phải lạng tùm lum. Bên kia người ta có người cắt cỏ, họ dưới góc dừa đó đó. Mình ăn ý cái này lắm nè, không sao. Thấy nó trống trống vậy chứ mình thấy lợi hại lắm đó. Mà cái chân chỗ này đừng đi tao qua lại, không sao đi trời. Lờ còn đây, ừ hên còn lờ còn kìa. Ây da, đặt chỗ này khơi khơi quá, sợ tao thấy thăm không chừng. Bữa rậy ba cái dừa lại dữ lắm mà sao kỳ, sao không lỏng sao đây cưng. Ê ê ê, con lóc đó đó đó, thử đựng con cá lóc bạn ơi. Chỗ này ngon quá trời, có con cá lóc trời. Chỗ này đặt là mình ưng ý lắm á. Chạy có ăn không bạn ơi, lóc lóc lóc. Chỗ đó có đường đi thiệt tình chứ nè. Chỗ này sợ nghi quá, người thăm rồi quá. Cái chỗ này nó ngon lắm, cái chỗ này nó ngon lắm, mình đi chỗ này ẩm hiểm mà. Bạn thấy chứ, đặt mấy cái mương mà cỏ bích chịch ha, mà chỗ nào có hơi trống trống nè, các bạn đặt cho nó chạy lắm, cá nó gom lại mà khi lại nó thở á. Đặt mấy chỗ trống trống mình thấy vậy chứ nó lợi hại lắm đó. À, lóc cẩn ha, bắt này luôn cẩn cẩn. Chỗ mình cái lóc gì cũng được lắm rồi đó, kiểu lóc đồng chính hiệu mà. Thì cái bình cà phát cỏ bà giống giống nó lớn. Trong ngoài nãy giờ dính cái lớp bự đó mình lao thấy cảnh này rung rinh cái vườn bỏ quan này rồi. Bò nãy giờ bò như chó rồi. Tránh thằng ơi ra được ngoài đây. Má ơi mừng hết già thiệt chứ. Tán cái lóc xong khoảng ký mấy 2 ký rồi. Phá kỷ lục coi. Nào giờ chưa lụm được cái lóc nào 1 ký luôn. Nó lại bò tiếp. Bữa nay đúng là chủ đề bò liên tục mà. Ở dưới gốc dừa nữa đó, mình khoái gốc dừa. Thấy cái sặc nó lội đó. Đó, nó ăn móng đó. Vấn đề có cái lóc cá tre trong đây. Thấy có cái sặc nè. Mương chỗ này cạn quá trời luôn kìa. Lóc 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 lóc. Nọt 2 năm 10 khui. Trời ơi có sạc không bạn ơi. Cái nghèo hết trơn nè. Chỗ này ám hiểm luôn không có cá lóc. Đặt lại. Chỗ này mình không tin là không có cá lóc. Tuy rằng nó cạn vậy đó chứ nó tán cơn mưa xuống đi ngập. Nó đậu đi liền lụm. Bởi tính bàn rồi đó. Đặt cái mấy ở đó nữa. Nhưng mà hết chỗ rồi. Hết chỗ đi đi. Có chạch chân luôn. Tiếp thôi, tiếp thôi. Mấy cái giường này nè. Nhớ hồi nhỏ mình khoái đi nhấp dịch luôn. Lúc đó chỗ này bông rộng dữ lắm, bông rộng. Tối ngày bỏ con dịch trong túi nè. Cột cái dây áo lại đi. Chỉ cần rớt mưa xuống là bông rộng dữ lắm. Nãy giờ như có được con cái tre ta, chưa có con lươn nào luôn á. Mấy cái lợi cái lóc này dính lươn con nào nó cành cành không hả. Chúng mình lươn nhiều mà
Nãy giờ chưa thấy con nào. Mấy lần trước mình thăm cũng kiếm được con, hai con. Đi nào giờ ta? Xây sẵn mặt mày chưa? Nãy giờ lũi. Giờ có ca trà đá uống nó đã gì đâu trời. Khát nước quá trời khát nước. Ở đây nè bạn. Trời ơi sao? Ấm bà là, ấm bà là, ấm bà là. Lóc khủng, lóc khủng. Sao không thấy chứ khống như chân à? Trời ơi trời, cá sặc không nội mẹ ơi. Quá trời cá sặc luôn bạn, có con rùa nữa nè. Bắt luôn. Ba mình ở nhà cũng đang nuôi rùa. Nó vô nó ăn cá chứ đâu. Rùa. Ê rớt mày. Bò gì cưng. Sao khót tan được bò. Vô quất con cá. Rồi đem về nuôi luôn. Ba mình không nuôi rồi, củ sủ ngoài cũng nuôi nữa. Đặt lại bạn ơi. Chỗ này nó hơi sâu. Thôi anh có chai nước không sao. Cậu mũi. Thì à. Ồ mình nhắc thấy gùa này mới nhớ nãy giờ hơi ít nha. Chứ mình đặt cái mương sau vườn mình gùa dữ lắm luôn á. Để đi, mà bắt sao. Chỗ đó kêu góc mương không có góc. Tại ăn nhỏ lum hết trơn. Làm con trọng trọng kỹ ta. Nãy giờ cái lóc vân vân không à. Con mới dính thì tương đối tạm chấp nhận được. Vườn này vừa mới quen mình nghĩ là lóc khủng nhiều chứ. Thấy cái này có nhõng bè này nha, nhõng bè đó nha. Nè, nhõng ở đây nè. Bên có nhõng hay có cá không đây? Cuốc à. Ê. Trời ơi, thác lát bạn ơi. Ui thánh thằng thiên đụng qua hai cá thác lát luôn kìa. Vô rồi, vô rồi. Nè. Ủa cái mương này có thác lát trời. Lượm lượt hai con cá thác lát luôn. Mày hả bưởi. Được, được, được. Thác lát này giờ làm chả ăn thứ gì chịu nổi. Có ta sát bền không dám nói lớn. Đang phát cỏ sát bền. Họ trình thủ bắt là có người. Có ăn phát cỏ sát bên luôn. Nãy giờ cũng sơ ý nữa. Nhưng cá thác lát mừng quá la quá trời la. Cá thác lát này mình cắm câu bên Long An cũng dính cũng nhiều á. Bên đó cá thác lát cũng nhiều lắm. Dưới mấy con gạch á. Manh động dữ mày. Thác lát nè. Đã chưa? Tươi xanh như nồi canh. Một con. Ủa không ngờ cái mương này có cá thác lát. Không hiểu nổi luôn. Chỗ mình cá thác lát ít lắm bạn ơi nè. Đây con nữa nè. Quất con cặp. Chịu đời sao cho nổi. Coi là đùm cóc thái nè. Quá trời luôn. Đây đùm nữa nè. Cái này có chén muối ớt nè. Em muốn quất. Quất phát thứ gì chịu nổi. Còn hai cái nữa là hết rồi bạn ơi. Hai cái đây kiếm con hai con nữa coi. Dám được lắm à. Hai cái này mình tự tin luôn rồi. Điểm đặt cái bữa đó. Dẹt ra lắng lít. Đó, chẳng hàng rào nè. Lựa điểm hiểm hiểm đặt không mà thấy không. Nguyên cái lưới xanh trắng ngàn mương. Đặt cái chăn mũi cỏ mồm cái muốn. Thấy điểm mà ngon lắm, không có cá mắm gì không à. Thấy ốc người vậy đó. Rồi ốc nổi mình hình cũng nổi đó, bu. Khui. Thánh thằng thiên đụng ơi, gì ốc bu không vậy. Quá trời ốc luôn á. Ngự dân hả. Rồi sao cá không có con nào chưa nhỉ. Kỵ ta có lũng không kỵ ta. Nhưng ốc này thôi, hai thằng nhậu không hết rồi nè. Hơn nửa ký chứ có ít gì.
Ủa chỗ này nó ngon quá trời, sao kỳ vậy? Không hiểu nha. Chỗ này đúng ngon luôn. Trăng cái miếng gạo ngon quá trời kìa. Còn cái này nữa là cái cúng cùi rồi đó bạn ơi. Hốt cho hồ chót nè. Bữa nay thành quả được vậy là quá ngon à. Ở dưới mấy đống cỏ nè. Thấy tủ kỹ ghê không? Vậy mà giang hồ biết mới ghê chứ. Ủa, nước chỗ này cạn chứ ta biến nước làm sao không ra. Nước không ra, không ra vô. Cạn queo luôn. Làm con coi. Hồi chót coi. Ủa cái sặc nó làm ổ luôn kìa ông nậu mẹ ơi. Ủa cái sặc không bạn ơi. Chất quốc. Lủng lỗ không kìa ta. Chỗ này ngon quá. Nghi có cá lóc sao kìa. Còn cá sặc không à. Đây lại đây lại. Giang hồ hiểm ác lắm. Tủ có dây đó. Không có cá. Mương này bữa nào để nước ra vô là lụm mà. Thôi giờ do tranh thủ vô thôi. Bữa nay vậy là ngon dữ lắm mà. Trúng điểm mới sao khoảng. Để bữa nào tăng cường thêm khoảng 10 cái nữa. Xong cho bạn coi chỗ nó khuê chút. Rồi mình đặt 20 cái á. Nhưng mà hôm mấy lần trước chỗ nó cắn cái gách từ từ từ. Giờ còn là cái 16 cái. Chịu đợi sao cho nổi không. Bây giờ vô thôi. Dạ quay thành quả là thành quả thôi. Đó là nãy bị gắt đem vô nè. Có. Nó gắt hai cái uổng ghê hồn kìa. Ủa. Nó gắt chỗ cắn. Mày mang mỏi gầm con. Bữa nay ngon lành lắm mà chứ giỡn à. Con cá lóc cũng yếu à. Mà mần thịt muối chiên đi. Có cái rô nhiều bạn, có 3-4 con bự bự mà. Đấu đại ra. Ồ. Cái rô đó, 2-3 con nữa kìa. Ồ, đã chưa bạn. Thắt lát luôn, 2 con thắt lát nữa chứ. Chịu đợi sao cho nổi không? Cái rô bữa nay 1 con, 2 con, 3 con. Rùa nữa nè. Cái lóc cũng bự ha. Được 2 cái lóc cũng trọng. Chê, lóc cứng. 2 lóc cứng, thêm con này nữa nè. Có cái lóc này nãy bị sằng. Nè, lóc nào ta? Con này nè mà. Vô cái chè nó vô hai con được cái chè nút. Ủa cái gô này, ủa cái gô này kho tiêu ăn thứ gì chịu nổi. Nhìn thấy cá ngon kìa. Cá rùa. Cái khu vực đằng bỏ quan vậy mà ít rùa ta. Còn quật sau vườn mình thăm lần nào mấy rùa quá trời rùa 6-7 con không á. Khoảng chứ cái lóc nữa. À, đã không? Quá đã quá đã. À, mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip ba vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Đây mới có lóc còn rồi mà. Thu con gà cũng làm clip mấy clip rồi đó mà vẫn còn. Lóc mình đặt lời nè. Thôi chào bạn nha, hẹn bạn clip sau nha. Ủa khu quần bố quang điểm mới đặt gì mà ngon ha. Có mai mốt trình thủ kêu lão Đình Nguyễn Hậu Giang gửi cho mình mới cái nữa. Đặt vô khoảng 20-30 cái thăm cho bạn coi cho nó phê luôn. À chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau ha. 16 cái vậy còn đòi hỏi gì nữa. Thứ gì chịu nổi thiệt.